Trần Vũ đưa vợ con về Việt Nam. Trong lần trở về sau 4 năm xa cách này, Trần Vũ có sự đồng hành của vợ con. Gia đình kề cạnh sẽ tiếp thêm động lực cho nam danh ca thực hiện chuỗi live show diễn ra trong tháng 6 này. Sau 4 năm xa cách, Trần Vũ đến giờ mới có dịp hội ngộ khán giả tại quê nhà thông qua chuỗi live show diễn ra tại 4 thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Đà Lạt. Anh sẽ có mặt tại Việt Nam vào ngày 16 tháng 6 tới đây để chuẩn bị cho loạt show diễn lớn cùng ông bầu Henry Nguyễn. Được mệnh danh là ông hoàng nhạc nghèo, Trần Vũ gây ấn tượng với những bài ca đi vào lòng người thông qua giọng hát mộc mạc, chân phương như Đám cưới nghèo, Nghèo mà có tình, Không giờ rồi, Thành phố buồn, vân vân. Có nhiều khán giả tưởng chừng những ca khúc mà Trần Vũ hát cũng chính là nỗi lòng, sự giải bày về kiếp phong trần cũng như cuộc đời bấp bênh trôi nổi của mình. Anh cũng từng chia sẻ rằng thời vừa bước chân vào nghệ thuật, việc đi hát chỉ đủ để kiếm sống qua ngày. Có lẽ cũng bởi vậy mà trong gương mặt của anh khá buồn và khắc khổ. Tuy nhiên, sau nhiều năm, khi đã trở thành tượng đài âm nhạc trong lòng những người yêu mến anh, thì ở thời điểm hiện tại, Trần Vũ khá hạn chế chạy show. Năm 2016, khi về Việt Nam, Trần Vũ thẳng thắn cho biết, tại hải ngoại, anh chỉ còn hát cho cộng đồng, chùa chiền, đồng thời anh chỉ hát vào cuối tuần và hát thêm vào những ngày lễ. Trần Vũ thừa nhận bản thân sống khép kín, ít khi chủ động quảng bá tên tuổi, nhưng may mắn được tổ nghề đãi nên công việc đi hát của anh luôn thuận lợi. Đặc biệt, gia đình là chỗ tựa vững chắc để anh có thể đi diễn nhiều nơi mà không lo lắng. Tháng 6 này, khán giả trong nước sẽ được gặp lại Trần Vũ, người nghệ sĩ vốn luôn tự nhận khó tính trong việc hát trên sân khấu. Các show diễn của Trần Vũ có sự góp mặt của danh ca Giao Linh như Quỳnh, Ngọc Sơn, Jimmy Nguyễn, v.v. Đặc biệt, gia đình sẽ kề cạnh để tiếp thêm động lực cho nam danh ca hải ngoại thực hiện chuỗi live show liên tục diễn ra trong tháng 6 với khán giả quê nhà. Anh chia sẻ, chuyến trở về lần này là dịp để gặp lại khán giả mến mộ trong suốt hàng chục năm qua. Thì đây cũng là cơ hội đưa cả gia đình thăm thú nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng và nền ẩm thực đa dạng của quê hương, giúp vợ con có nhiều trải nghiệm mới mẻ nhân dịp hè này. Tiểu sử ca sĩ Trần Vũ, một con người bình dị, hết lòng với âm nhạc. Trần Vũ là một nam ca sĩ người Mỹ gốc Hoa nổi tiếng với dòng nhạc vàng. Anh là nam ca sĩ thường song ca cùng ca sĩ Như Quỳnh và ca sĩ Tâm Đoan. Trần Vũ tên thật là Huỳnh Văn Ngoảnh. Anh sinh ngày 25 tháng 2 năm 1963 tại huyện Vĩnh Châu, tỉnh Bạc Liêu, nay là thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Anh là con thứ 5 trong 6 người con của một gia đình người Tiều đã sang lập nghiệp tại Việt Nam từ nhiều đời trước. Năm 1983, anh vượt biên và ở trại tị nạn Pulau Pirong, Malaysia hơn 1 năm. Sau đó định cư tại thành phố Los Angeles, bang California. Trong thời gian ở đây, việc nghe những băng nhạc thu âm cũ từ quê nhà qua hai giọng ca Chế Linh và Duy Khánh đã ảnh hưởng nhiều tới sự nghiệp sau này của anh. Sau đó, Trần Vũ có ghi danh học trung học phổ thông nhưng đã bỏ ngang vì quá đam mê ca hát. Và một dịp tình cờ, ca sĩ Chung Tử Lưu nghe được anh hát và đã mời anh về cộng tác với Trung tâm Phượng Hoàng và Trung tâm Ca Dao. Thời gian đầu, việc thu âm rất khó khăn vì ngôn ngữ thường dùng trong việc giao tiếp hàng ngày của anh là tiếng Triều Châu và tiếng Quảng Đông. Đối với tiếng Việt, anh chỉ hiểu những từ đơn giản. Qua lời tâm sự của anh, thì người giải thích những bài hát anh chuẩn bị thu âm và hướng dẫn anh trong việc phát âm tiếng Việt là cô bạn gái có tên Anh Thư. Ngoài ra, cô cũng là người đã khuyến khích và ủng hộ anh đi theo con đường ca hát. Trong thời gian chập chững vào nghề, anh đã theo học với ca sĩ, nhạc sĩ Duy Khánh trong 5 năm, được ông hướng dẫn về phần nhạc lý và phát âm. Ngoài ra, anh còn được nam ca sĩ Chế Linh nhận làm học trò, hướng dẫn anh trong việc giữ hơi và luyến lấy. Từ đó đến nay, Trần Vũ đã cộng tác với nhiều trung tâm sản xuất phát hành nhạc lớn ở hải ngoại như Trung tâm Ca Dao, Trung tâm Phượng Hoàng, Trung tâm Tình, Trung tâm Azure, Trung tâm Vân Sơn, Trung tâm Thúy Nga và xuất hiện trên nhiều băng nhạc, CD, DVD của các trung tâm này. Ở Trung tâm Vân Sơn, anh thường được ghép tiết mục song ca cùng Tâm Đoan. Ngoài ra, anh còn trình bày các sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Nghĩa như Mộng Tha Hương, Xót Xa Tình Đời, Hạ
hạnh phúc thương đau, dừng bước, bần. Ở trung tâm Thúy Nga, anh thường được ghép tiết mục song ca cùng Như Quỳnh. Cặp đôi có khá nhiều bài hát được khán giả yêu thích. Nhớ người yêu, không giờ rồi, phố đêm, anh tiền tuyến, em hậu phương, v.v. Được mệnh danh là ông hoàng nhạc nghèo, Trường Vũ gây ấn tượng với những bài ca đi vào lòng người thông qua giọng hát mộc mạc, chân phương như Đám cưới nghèo, Nghèo mà có tình, Không giờ rồi, Áo em chưa mặc một lần, Thành phố buồn. Năm 2006, ca sĩ Trường Vũ được cấp phép biểu diễn tại Việt Nam. Năm 2010, anh đã có hai đêm diễn tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2016, Trường Vũ lần đầu làm giám khảo chương trình Tình Bolero 2016. Trường Vũ lấy vợ rất muộn, anh kết hôn năm 2005 khi đã 42 tuổi. Chia sẻ về gia đình, giọng ca Không Giờ Rồi nói, bà xã anh Thư, hay còn gọi là Thư Kali, là người đã hy sinh rất nhiều để anh có được ngày hôm nay. Trường Vũ tự nhận là người sống khép kín và ít nhắc đến chuyện vợ con trên phương tiện truyền thông. Danh ca hải ngoại bày tỏ, bản thân không muốn đưa vợ con vào showbiz để đảm bảo rằng cuộc sống của họ không bị xáo trộn dù chỉ là một chút. Không chỉ sở hữu vườn cây ăn quả, danh ca Trường Vũ còn khiến nhiều người hâm mộ khi khoe hàng loạt khoảnh khắc gia đình ấm cúng tại xứ cờ hoa. Ngoài công việc đi hát, Trường Vũ cũng rất chăm chút vườn cây hay cùng các con nấu ăn. Thỉnh thoảng, nam danh ca còn đưa gia đình nhỏ ra biển câu cá. Khán giả vô cùng thích thú khi chứng kiến anh trổ tài nấu nướng. Tâm huyết với âm nhạc. Trường Vũ không thích nói nhiều về cuộc sống đằng sau âm nhạc, nhưng riêng với lĩnh vực âm nhạc, anh có rất nhiều tâm huyết, dù không mấy khi chia sẻ về điều đó. Báo Thanh Niên đã từng có được cuộc phỏng vấn đặc biệt với ca sĩ Trường Vũ. Trong những bài phỏng vấn này, anh chia sẻ nhiều suy nghĩ và trăn trở của mình. Anh tâm sự, tôi hy vọng là một ngày nào đó tôi sẽ làm được một live show tại Việt Nam. Tôi mơ ước làm một mini show xuyên Việt, nhưng ước mơ chưa thể thành hiện thực. Trong mong muốn của mình, tôi muốn làm một show có ban nhạc, chương trình kéo dài trong khoảng 1 tiếng rưỡi hoặc 2 tiếng. Tôi muốn hát cho khán giả nghe từ 10 bài cho đến vài chục bài. Tôi không giấu mơ ước và mong muốn chương trình đó phải có một ban nhạc sống, sân khấu hoành tráng và chuyên nghiệp một chút. Nhưng để làm được điều này thì quá tốn kém. Không phải bầu show nào cũng dám làm giúp tôi, vì chắc chắn sẽ bị lỗ, bởi vé bán ra sẽ ít. Một số nơi như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Hải Phòng có thể làm được show, nhưng tôi muốn xuyên Việt, đặc biệt là về miền Tây, nhưng hiện thời điều kiện của tôi chưa cho phép. Tôi không thích kiểu cầm đĩa tới hát sự kiện xong rồi chạy. Như vậy những gì mình hát không có hồn vía gì. Tôi thích hát với sự tập luyện cùng ban nhạc và mọi người đồng hành với nhau, mang điều tuyệt vời nhất đến cho khán giả. Trước giờ tôi đi hát luôn để cho người ta một mức cachet rất dễ thở. Tôi không đòi hỏi cachet cao giống như nhiều người, chỉ ở trên mức trung bình thôi. Còn làm một mini show xuyên Việt thì quá tốn kém. Khi được phóng viên hỏi về nhận định của anh về thế hệ ca sĩ trẻ của Việt Nam hiện tại, anh chia sẻ, tôi nghĩ Việt Nam mình có gần 100 triệu dân rồi, thay đổi nhiều về dinh dưỡng này nọ, sắc vóc đâu thua các nước khác, nhưng chưa có cá nhân kiệt xuất, chắc vì mình chưa đào tạo được đàng hoàng. Tôi có nghe nhiều người ở vùng miền xa hát nhạc quê hương hay hơn rất nhiều ca sĩ, nhưng rất tiếc là họ không có cơ hội tỏa sáng. Họ bỏ lỡ thời 18-20, đến khi 30 tuổi có con cái, sao đi làm nghệ sĩ được. Tôi có theo dõi một số chương trình thi ca hát, thấy có những người có kinh nghiệm hát tại một số tụ điểm quen rồi, mạnh dạn trên sân khấu, chọn bài tủ hát dễ dàng là được chọn. Nhưng giọng không bằng những thí sinh, có thể hát chệch nhịp vì chưa có kỹ năng, kinh nghiệm, nhưng giọng thì rất hay. Thật ra, chọn ca sĩ là chọn giọng để đào tạo, chứ không chọn người hát quen bài. Rồi có những người hát vì không thể nào hát nhiều loại nhạc được là bị rơi rụng. Ngay cả tụi tôi chưa hẳn hát thể loại nhạc này được thì đã hát loại nhạc kia được. Tôi chỉ chở một loại thôi, chở dòng nhạc quê hương thì khó giỏi bước. Mình tuyển lựa ca sĩ từ bao nhiêu chương trình nhưng chưa được nhiều người xuất sắc, chỉ toàn trên trung bình. Tôi hy vọng sẽ có những người có tâm đào tạo đàng hoàng cho lớp trẻ, chứ vì dùng cái gì mua chuộc để nổi thì cái đó không hay. Cũng có chương trình Bolero mời tôi chấm thi, nhưng tôi đang phân vân chưa dám nhận lời
vì cảm thấy mình chưa đủ trình độ để ngồi đó phân tích. Mình làm gì cũng cần có kinh nghiệm nghiên cứu, bởi ca hát là một nghệ thuật.